các nước ASEAN nhờ Thái Lan để giúp giải quyết vấn đề Biển Đông. Theo tin của tờ Bangkok Post ra số ngày hôm nay, 29 tháng 9, 2012, trong một cuộc họp không chính thức bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm vừa qua, các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã đồng ý để cho Thái Lan, với tư cách điều phối viên giữa ASEAN với Trung Cộng, nỗ lực để giúp giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải Biển Đông. Các ngoại trưởng ASEAN cũng quyết định là Thái Lan sẽ đứng ra tổ chức một cuộc họp giữa các quan chức cao cấp ASEAN để thảo luận về Bộ Luật Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Tuyên bố với Hiệp hội ASEAN Society ở New York hôm thứ Tư 26 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Thái Lan Chinloch Shinawatra nói rằng là một quốc gia không có tranh chấp ở Biển Đông và có quan hệ tốt với tất cả các bên có liên hệ. Thái Lan mong muốn giải quyết được vấn đề này. Tuy nhấn mạnh là bà không đánh giá thấp thách thức đối với Thái Lan, nhưng Thủ tướng Thái hy vọng là bà có thể mang một chút nữ tính vào việc giải quyết tranh chấp Biển Đông. Còn theo tờ Jakarta Post, số ra ngày hôm nay, Indonesia hiện đang cho lưu hành một bản dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Bên lề Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Indonesia Martti Natalegawa cho biết